Cụ thể, vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng, đưa hối lộ, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ xảy ra tại Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, Công ty Cổ phần Tiến bộ Quốc tế, Công ty AIC và các đơn vị liên quan, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã truy tố 13 bị cáo. Trong đó có những người từng giữ chức vụ rất cao ở tỉnh Bắc Ninh như cựu Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Nhân Chiến, cựu Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh Nguyễn Tử Quỳnh. Trong vụ án, cơ quan điều tra xác định có nhiều đơn vị, cá nhân liên quan, tuy nhiên có trường hợp không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về đảng, hành chính. Tuy nhiên, có trường hợp có hành vi đồng phạm trong vụ án nhưng cơ quan điều tra đã phân hóa, không xử lý hình sự. Người này là Nguyễn Thị Tích, Tổng Giám đốc Công ty Mofa. Theo cơ quan truy tố, Tích được Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Chủ tịch Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc Công ty AIC nhờ đứng tên làm Tổng Giám đốc Công ty Mofa. Thực hiện theo chỉ đạo của Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn, Phó Tổng Giám đốc Công ty AIC ký hồ sơ dự thầu của Công ty Mofa, tham gia làm quân xanh cho hai gói thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Thuận Thành, huyện Gia Bình và trúng thầu hộ Công ty AIC gói thầu Bệnh viện Đa khoa huyện Lương Tài, trị giá 30,1 tỷ đồng. Nguyễn Thị Tích bị cáo buộc đồng phạm với Nhàn và Sơn thực hiện hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Tuy nhiên, thực tế Tích không tham gia điều hành hoạt động của công ty, chỉ ký các thủ tục để hợp thức làm quân xanh cho công ty AIC, không được hưởng lợi. Bản thân Tích đã bị xử lý trong các vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đồng Nai, Bệnh viện Sản Nhi Quảng Ninh nên cơ quan điều tra phân hóa, không xử lý hình sự là có căn cứ cơ quan truy tố nêu quan điểm. Với các cá nhân khác thuộc công ty AIC là nhân viên làm thuê, thực hiện theo sự chỉ đạo của Nguyễn Thị Thanh Nhàn, Nguyễn Hồng Sơn trong việc lập hồ sơ dự thầu của công ty AIC, công ty Mofa và một số cá nhân đại diện cho các công ty quân xanh, không trao đổi, thỏa thuận với chủ đầu tư, không hưởng lợi, thành khẩn khai báo, tích cực phối hợp với cơ quan điều tra làm rõ bản chất vụ án. Căn cứ nghị quyết số 03/2020/NQ-HĐTP, việc cơ quan điều tra không truy cứu trách nhiệm hình sự là phù hợp Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao nêu trong cáo trạng. Đối với nhóm công ty tư vấn thẩm định giá, gồm Nguyễn Thị Cẩm Tiên nhân viên kinh doanh, Nguyễn Thị Túy Hồng phó tổng giám đốc công ty BTCVALUE, cơ quan truy tố nêu quan điểm, họ là cấp dưới của Đặng Xuân Minh, thực hiện theo chỉ đạo của Minh, làm công ăn lương, giữ vai trò thứ yếu. Nguyễn Xuân Việt Anh có tên trong báo cáo thẩm định và chứng thư thẩm định giá nhưng không tham gia việc thẩm định nên cơ quan điều tra phân hóa, không xem xét trách nhiệm hình sự là có căn cứ. Về phía Ủy ban Nhân dân tỉnh Bắc Ninh, cáo trạng nêu, ông Nguyễn Lương Thành, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh này đã ký quyết định phân bổ vốn đầu tư xây dựng cơ bản kế hoạch giai đoạn năm 2014-2016 từ nguồn vốn trái phiếu chính phủ bổ sung cho các dự án trên địa bàn tỉnh Bắc Ninh, trong đó có 6 dự án bệnh viện đa khoa tuyến huyện đã xảy ra vi phạm. Cơ quan truy tố cho biết không có căn cứ chứng minh việc ông này can thiệp, tác động cấp trung ương để xin phân vốn bổ sung cho các dự án, không thực hiện theo sự chỉ đạo nên không xem xét trách nhiệm hình sự mà đề nghị xử lý về đảng và hành chính. Còn phía chủ đầu tư, liên quan các thành viên khác của tổ chuyên gia tư vấn xét thầu, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thấy họ không có hành vi thông đồng với nhà thầu, không có yếu tố vụ lợi nên chưa đủ căn cứ xem xét trách nhiệm hình sự nhưng cần đề nghị xử lý về đảng và hành chính. Ngoài ra, với các cá nhân thuộc Sở Y tế tỉnh Bắc Ninh, Sở Kế hoạch và Đầu tư và Sở Tài chính tỉnh Bắc Ninh trong quá trình thực hiện 6 gói thầu nêu trên, mỗi cá nhân ở các vị trí, vai trò khác nhau theo chức năng, nhiệm vụ của từng sở, ngành, quá trình thực hiện nhiệm vụ do hồ sơ, tài liệu đã bị chủ đầu tư thông đồng hợp thức đầy đủ nên họ không biết, không có vụ lợi nên chưa đủ căn cứ xử lý trách nhiệm hình sự. Cơ quan điều tra kiến nghị xử lý về đảng và hành chính là có căn cứ. Khoảng tháng 7 năm 2015, trước khi Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế Bắc Ninh thực hiện các thủ tục lập hồ sơ mời thầu, Sơn đến phòng làm việc gặp Trần Văn Tuynh, cựu giám đốc Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế, Sở Y tế Bắc Ninh, đặt vấn đề. Chị Nhàn bảo em sang nói với anh cho AIC tham gia 3 gói thầu thiết bị y tế tuyến huyện. Do đã trao đổi, thỏa thuận từ trước với Nhàn nên Tuynh đồng ý và nói Sơn liên hệ, gặp Nguyễn Đằng An, cựu trưởng phòng kế hoạch tổng hợp. Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế trao đổi, thống nhất các bước tiến hành để công ty AIC trúng thầu 3 gói thầu trên. Sơn đã cùng Nguyễn Viết Toản nhân viên công ty AIC liên hệ với An lấy danh mục, cấu hình kỹ thuật các thiết bị y tế dự kiến mua sắm, tổng mức đầu tư dự án đã được phê duyệt, liên hệ với các đơn vị cung cấp hàng hóa đầu vào để chuẩn bị hàng hóa, giá bán, tính toán lợi nhuận cho công ty AIC khi tham gia 3 gói thầu trên. Sơn cũng chỉ đạo Nguyễn Minh Nam và Nguyễn Đức Ngọc, nhân viên công ty AIC, lập và ký các báo giá đứng tên các công ty trong hệ sinh thái công ty AIC, công ty cổ phần tư vấn công nghệ cao, công ty cổ phần tư vấn và giải pháp môi trường, công ty cổ phần uy tín toàn cầu đưa cho Toản. Nguyễn Đăng Linh, nhân viên công ty AIC chuyển cho Ban Quản lý Dự án Công trình Xây dựng Y tế để đưa cho Đặng Xuân Minh lập báo cáo và chứng thư thẩm định giá làm căn cứ phê duyệt dự toán, kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu. Đồng thời chỉ đạo Toản phối hợp với An và nhân viên công ty AIC xây dựng hồ sơ mời thầu, chỉ định, sắp xếp các công ty quân xanh, quân đỏ đều trong hệ sinh thái công ty AIC tham gia dự thầu. Chỉ đạo Toản, Linh và các nhân viên nhóm hồ sơ thầu của công ty AIC mua hồ sơ mời thầu, lập hồ sơ dự thầu cho công ty AIC, công ty cổ phần Mofa và các công ty quân xanh. Ký hồ sơ dự thầu, thương thảo hợp đồng, phụ lục hợp đồng, biên bản nghiệm thu lắp đặt, vận hành, bàn giao thiết bị đưa vào sử dụng thuộc hai gói thầu thiết bị y tế cho công ty AIC đứng tên trúng thầu, gồm gói thầu số 06 dự án bệnh viện đa khoa huyện Thuận Thành, gói thầu số 15 dự án bệnh viện đa khoa huyện Gia Bình. Quá trình thực hiện đấu thầu và thực hiện hợp đồng, Sơn, Toản 3 lần đưa cho Trung với tổng số tiền 100 triệu đồng để cảm ơn.
đưa cho Nhường 450 triệu đồng cảm ơn vì đã ký các quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu cho 3 gói thầu đảm bảo cho công ty AIC trúng thầu.